Ok, hôm nay Yumi đã rẻ. Ngày hôm nay sang trại chơi mà Yumi vẫn còn đang đòi đi chơi cùng. May là hôm nay thấy trời mưa cho nên là không cho Yumi đi. Và Yumi ở nhà, Yumi đã đẻ. Yumi đẻ sớm 2 ngày so với lịch. Đây, con đây. Mi à, Mi, Mi, quay mặt đây xem nào, gỡ mặt lên. Rồi Mi xinh gái. Đây là mấy con Mi, để cho con Mi ra nhá. Mi nằm xuống nào. Mấy con nhóc con này đi ra kia nào. Tránh ra, để cho chị Jumi chăm con. Mi nằm xuống. Mi đẻ được 5 con. Mi nằm ra cho con Ti nằm ra. Giống poodle nó đẻ thì nó chăm con rất là khéo. Thôi rồi rồi Mi. Mi nằm ra. Nằm xuống. Cô gái Việt Nam. Mặc cái áo cứ khi nào mà cho con Ti thì phải vén áo lên thì mới thở đủ Ti ra cho con nó Ti. Mi nằm yên, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Tại vì đang có 2 con chó con ở bên ngoài cho nên là Mi đang thì đề phòng chứ nó. Một đứa đâu rồi? Sao này đây lại có 4 đứa thôi? Một đứa nó chui đâu rồi? Đè lên rồi à? Đây. 5 đứa mà. Cái màu lông này là màu lông của con, khả năng là màu lông của con chó bố. Nó sẽ ra màu kiểu như là màu xám tro, màu xám tro của con bố. Chó poodle thì đẻ ra là nó có đuôi này. Nhiều người tưởng nó đẻ ra nó cụt đuôi như mông cọc, không phải. Chó con đẻ ra nó có đuôi. Nhưng mà để cho nó thuận tiện cái việc chăm sóc cũng như là cái sở thích của cái người nuôi cho nên là ở ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba của con chó con là người ta sẽ cắt đuôi. Bởi vì cái lông của cái giống poodle nó rất là dài. Thành ra là cái nếu mà để đuôi dài ấy, là cái khâu vệ sinh của nó hơi bị phức tạp. Này, no rồi này. Tí no rồi. Cũng rốn hơi khô cũng rốn rồi. Xem là mấy con được mấy con cái nào. Nào, xem có mấy con đực mấy con cái. Đầu tiên là con cho con của cái giống poodle nó đẻ ra nó cũng rất là to. Nó không có chênh lệch với lại cái con rốt nhiều đâu. Con rốt nó to như vậy, nó 50 cân trưởng thành, nó 50 cân, con chó cái nó 40 bốn mấy cân như vậy. Nhưng mà khi đẻ ra thì nó cũng chỉ khoảng gấp rưỡi cái lọ canxi này thôi. Đây con poodle nó cũng thế, nó cũng sàn sàn vậy. Đây này, tính từ mông nha. Đây đến cổ này. Đấy. Cái con rốt nếu mà mọi người xem các cái video lúc nó còn nhỏ cũng so với cái lọ này thì mọi người sẽ thấy là nó không có chênh lệch nhau nhiều. Đâu rồi? Để anh xem kiểm tra xem nào. Được cái thế nào? Cái này, 1. Hai cái này. Một đực này. Ba cái này. Như vậy là 3 cái 2 đực. Ok, nó đã ti no rồi đấy. Con này là ti no rồi này. Bụng này. Đẻ ra cái là tăng sữa cho Mi ngay. Còn bình thường cái chế độ ăn của Yumi cùng với lại Rốt là cái giai đoạn bầu là còn luôn có chibi rồi. Giai đoạn cuối của bầu thì lúc nào cũng có chibi và có thêm cả canxi nữa. Cho con nó rất là khỏe. Với các cái giống chó nhỏ này thì cái giai đoạn chăm con là buộc phải cho nó cái canxi này. Nếu không muốn nó nguy hiểm tính mạng vì thiếu canxi của con mẹ nó thiếu canxi.
co giật, gây sốt, co giật, có nguy hiểm tính mạng con mẹ đấy. Bù canxi cho nó thì một cái lọ này với lại một cái con chó nuôi con này thì nó có lẽ là nó phải đủ được đến hai lần đẻ của một cái con chó con, một ngày 2 viên thôi chứ chả cần nhiều. Lọ này là 150 viên cơ mà. Mà cái con chó mẹ nó cho con chó con bú thì chỉ ở trong cho mẹ cho con bú chỉ trong khoảng tầm khoảng 30 ngày. Coi như là cho bú kỹ thì khoảng tầm 35 ngày. 35 ngày là cắt sữa được rồi. Đây là đèn đèn sưởi. Đèn sưởi nhưng hiện tại đang bật điều hòa chế độ nóng cho nên là không cần đèn sưởi nữa. Mi à? Mi. Mi. Ừ. Mi ngoan lắm. Rất là ngoan và rất là giỏi. Đẻ thường, rất nhanh. Có lẽ là do Mi cũng nhịn đẻ. Mi nhịn đẻ từ hôm qua rồi cũng lên. Mi mãi chơi quá. Hai đứa này không ồn ào ảnh hưởng đến chị. Bụp giờ. Nào. Các con cứ thích cắn dây điện không? Hả? Vừa phải test mông cho con cọc vì gặm dây điện. Cái nghịch đấy là cái nghịch mà không được phép để cho tái diễn, bởi vì nó nguy hiểm tính mạng của con chó. Mi ơi, Mi, được rồi, hai em nó lượn ra kia rồi, không làm phiền Mi nữa rồi. Mấy ngày nữa thì Mi sẽ vắng bóng ở trong các cái video ba đời Rottweiler. Mi đẻ là phải cho Mi ở tầng 2 chứ không cho ở trên tầng 3 cùng với lại ba con kia được. Với các giống chó nhỏ này thì chó con gần như nó bú suốt ngày. Cứ lúc nào đói là nó ti. Và chó con này thì với các giống chó cỡ nhỏ này thì hoàn toàn là để cho con mẹ nó chăm con, chứ nó không vất vả như là con giống chó to như là rốt. Như là rốt ấy thì tại sao không để con mẹ nó chăm con cả ngày được, là bởi vì nó cái nguy cơ con mẹ nó đẻ vào con rất là cao. Với giống poodle này chẳng hạn thì con mẹ cái con mẹ nó chỉ có mấy cân thôi, nó có đẻ vào con nó cũng không có nguy hiểm. Con hoàn toàn nó có thể chui được ra nếu mà cái con mẹ có đẻ lưng vào. Nhưng mà rốt thì nó mấy chục cân cơ. Đè vào là sẽ lót ổ ngay. Nên là với chó nhỏ này thì cái việc chăm chó đẻ nó cũng rất là nhàn. Cho nó một cái ô chuồng sạch sẽ, khô ráo, thay thảm cho nó hàng ngày là ok. Rốt thì người sẽ phải chăm sóc hộ mấy ngày đầu suốt. Sau khoảng 1 tuần thì mới ok được. Thôi Mi nằm xuống Mi ngủ đi. Để anh cho con đá với con núi sang phòng bên cạnh cho nó đỡ làm phiền Mi nhá. 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 Ok, công chúa Jumi xin chào tất cả mọi người. Một cái video duy nhất, một cái con poodle duy nhất xuất hiện ở trên kênh Rottweiler GV thường xuyên là công chúa Yumi. Công chúa Yumi xin phép mọi người nghỉ phép chăm con ít ngày rồi sẽ lại lên video lại cùng với mấy chị rốt, mấy em rốt chứ nhá. Chỉ có mỗi Pila hơn được tuổi Yumi thôi.
Còn Melsi và Siro thì vẫn là đàn em của Yumi thôi. Xem nào, có đứa nào no chưa? À, thằng này vẫn no này, thằng này vẫn no, thằng này không thèm ti này. Ok. Nào. Nào. Mi. Ừ, thôi, không cần liếm đâu. Để làm chụp kiểu ảnh thôi. Nào, 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 tập trung. Tập trung. Chụp kiểu ảnh. Trời, hai mẹ con chụp chung kiểu ảnh nào. Mi ơi. Ngửa mặt lên Mi. Mi. Ờ, cũng được, làm thế cũng được. Để chụp chung kiểu ảnh với con. Nào. Ok. Mi xinh gái. Mi thích ngồi cho con ti à? Không thích nào. Có lẽ là nóng. Okay.